Mình review con Taycan TV856S. Đây. Hiện tại là con này đang nằm trong triển lãm và mình đang cho chạy lô đai. Con này hiện tại là bàn của nó đang là kích thước là 1m500. Hành trình của nó đang là 800, 550 và 600. Chiều Z nó lên tới 600. Đây cho chạy lô đai. 10.000. Đây chạy tốc độ 10.000. Thì con này hiện tại là tính năng của nó hiện là chuyên về hàng chi tiết cũng như là nhôm nhựa và hàng loạt. Con này đang chạy tốc độ 12.000 maximum trục chính. BT nó đang dùng là BT40. Bít của nó đang chạy là 48m trên phút cả ETZ luôn. Thì con này hiện tại nó đang có tổng cộng 24 dao 24 BT. Hệ điều khiển nó đang dùng là Mitsubishi M80B. Thì hàng của Taycan 856S này thì 2023 hiện tại là màn hình nó đang là màn hình cảm ứng. Máy hành trình 800 nhưng mà rất là gọn. Rất gọn. Kích thước bao của con máy này đang là 2240 3121 3026, nghĩa là ngang 2m2, rộng 3m1 và cao 3m. Đây mình đi tổng quan máy. Đây máy ở triển lãm thì được phát full 24 dao trên máy luôn. Phía sau máy thì nó sẽ có cái thiết kế cái máng nước rất là gọn, nó sẽ xối từ ở trên đó xối xuống là hai cái máng này đó. Thì phôi nó ra đây thì mình chỉ việc là cào thôi, máy nó sẽ có theo một cái cào này. Trên máy nó sẽ dùng điện là 380V, thì trên máy nó có sẵn cái biến áp để biến điện của mình ra. Công suất con này hiện tại là đang xài là tổng là 20 kVA cho cái đầu máy. Hành trình 800 thì rất là tiết kiệm điện. Ok, quan tâm chi tiết thêm thì cứ inbox cho mấy anh em mình, thì mọi người sẽ có cái tư vấn tốt nhất cho anh em.